Shop Zippo Sưu Tầm xin chào cả nhà. Hôm nay đầu năm xin chúc cả nhà có một năm mới may mắn thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà mẫu Zippo để bàn Handy Tab. Mẫu Zippo để bàn cuối cùng để được hãng Zippo sản xuất. Cái dòng Handy Tab này thì nó chỉ sản xuất từ những năm 77 cho tới những năm 2000 thôi nha anh em. Và sau này nó đã ngừng sản xuất từ lâu rồi. Cây em đang cầm trên tay là cây Handy Tab mạ vàng 1984, ruột vàng. Cây này mạ vàng còn rất là đẹp, xài lướt nguyên cái lớp mạ vàng là còn nguyên zin, chưa bong chóc. Mời anh em xem qua tổng thể nha, rất là đẹp. Ruột vàng trùng 6 bạch huyền chuẩn đời, rất đẹp. Thì cây này thì em giao lưu với cả nhà mình là 3.500k nha, 3.500k. Anh em giao lưu thì liên hệ qua hồ sơ giúp em với ạ. Anh em có thể cho em thêm một team, một follow để em có động lực lên được nhiều shipper sưu tầm để phục vụ cho anh em hơn ạ. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời cho anh em yên tâm sử dụng, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em mọi thuốc hoặc sưu tầm. Cảm ơn anh em đã quan tâm ạ. Chúc anh em một năm mới may mắn thuận lợi và bình an nha.